Hello, xin chào anh chị. Hôm nay shop xe điện cho em Tây Ninh xin giới thiệu đến hai cái mẫu xe xe mô tô dành cho hai bé, gồm có hai ghế ngồi nhé. Mẫu xe màu trắng này là nó tải trọng được 45 kg, còn mẫu xe màu đỏ này tải trọng được 60 kg. Nó có thêm một cái ghế phụ dành cho bé nhỏ ngồi. Xe này thì một bé 7-8 tuổi chở một bé nhỏ, xe này cũng vậy. Nhưng mà tải trọng thì xe cảnh sát màu đỏ này nó tải cao hơn nha. Khung nó cũng to hơn luôn. Cái dòng xe này nó làm kiểu dáng xe cổ điển, ghế nó được niệm da rất là sang trọng. Ở trên xe thì có mạch nhạc nha, hỗ trợ lắp cả USB. Kết nối luôn được Bluetooth luôn. Xe mặc định được vài bài nhạc. Ở đây chính là công tắc chạy tiến chạy lui. Bên dưới thì có chân ga. Xe chạy khá khỏe nha. Phần đầu xe thiết kế kiểu dáng xe cổ điển. Đây nó mạ chrome mình nhìn sáng bóng. Chắc chắn lắm. Còn cái xe cảnh sát màu đỏ này bên mình mấy tháng nay bên mình bán rất là nhiều rồi, mình cũng không có nói nhiều về xe này nữa. Xe này thì hai ghế rộng hơn, to hơn. Cái mẫu xe màu trắng này là giá 2,2 triệu nha, còn mẫu xe màu đỏ này là giá 2,7 triệu. Ở nhà anh chị mà có bé, hai bé thì mình thấy cái mẫu xe mô tô này rất là phù hợp, hai mẫu này đều phù hợp hết luôn. Kiểu dáng của xe màu trắng này nó giống như kiểu dáng xe cổ điển. Cái ghế phụ nó có hai cái tay cầm cho bé nhỏ ngồi, cũng có dây an toàn xếp beo luôn. Xe cảnh sát này cũng vậy, xe cảnh sát này thì nó cầm ở phía trước. Cảnh sát này có cả còi hú nữa. Đây. Còi hú ngay lúc này. Anh chị quan tâm cái mẫu xe hai chỗ ngồi này là book cho bên mình nha. Bên mình ship code toàn quốc luôn. Khu vực trong tỉnh Tây Ninh là bên mình có thể ship trong ngày luôn, ship liền luôn nha. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái video tiếp theo nha. Thân ái chào anh chị.